Ủa gì chưa? Cho lúa vào chứ. À, cho cùi vào chứ. Vượt qua là những cái căn bệnh của năm 2020. Người vùng cao chống rét và chống các loại dịch bệnh bằng cái phương pháp là ngồi bên bếp lửa. Nướng thịt ăn. Nướng thịt nóng ăn. Nướng nóng ăn. Nướng thịt ăn. Rượu đấy. Hầm. Rượu. Đồ nóng hết. Hâm nóng rượu để ăn uống. Chín uống sôi và ăn nóng. Uống nguội. Ăn nóng uống nóng. Đấy sao lại khác vào đây? Người ta đang lật cái này. Xem nhá cái thịt thịt hiêu. Thịt hiêu cháy nhá. Thịt hiêu. Thịt hiêu với thịt chăn này. Quan trọng thịt chăn. Thịt hiêu thịt chăn. Đấy trong những ngày mà gọi là các cái dịch bệnh đang tràn lan này thì người vùng cao là cái cách để cứ ngồi gần bếp là hết đấy, cúm. Người ta sẽ chữa trị cách các loại cảm cúm mà bằng cái cách này. Ông Tiến về đây rồi, ông Tiến về đây. Đây gọi ông Tiến về đây. Đấy. Ông Tiến tuổi gì? Tuổi gì à? Lưới hổ à? Lưới hổ. Đây là thịt chăn. Đây là thịt chăn đây là thịt là hoáng. Đây là cá sông Thủy Điện, hồ Thủy Điện. Toàn giới thiệu lòng những món. Đây là lòng lợn hoang dã. Lòng lợn. Chuối rượu chuối đỏ. Uống để... Đây là cách chống rét của người vùng cao đấy. Để vượt qua các loại dịch cúm. Đây là các cô thôn nữ này đấy. Đây gái mông. Mông sấn đấy. 970 đấy. Đi ơi. Quay để em mua nha. Đây mua đi. Hai con thì vẫn còn zin. Vẫn còn zin. Đấy vùng cao là thế. Hai con là vẫn còn nước còn non gì nữa. Nước nôi gì. Này, đi hai đứa cùng ngon. Không có mà bác kích. Có nhìn còn thấy được ấy. Đủ. Đâu? Tối qua vào sang làm tí chả được sang. Thì lấy cái cục đi. Ớt gió. Ai nhỏ. Lạnh thì mới cần làm. Ngon nhỉ. Ăn cái này mới ngon này. Dính ăn cá chứ ơi. À, ăn đi. Ơi. Các bạn. Dính thì ăn cá chuối rồi. Khói để diệt trừ các loại virus vi khuẩn. Cắt ra nướng rồi. Thái nướng để vượt qua rét mướt là phải có một tí rượu vào. Uống luôn đi, rồi. Đây. Rồi. Chăn nhá. Uống thịt chăn. Kìa con chăn nhỉ. Con chăn này đang ở trong hang ấy. Đây, con chăn này đang trong hang ấy. Đây là con chăn à? Đây là con chăn à? Lòng lợn thế gì? Không uống đâu. Bây giờ phải sang bên kia. Món này món lòng lợn nước. Ra hang được. Con chăn này rét quá nguyễn mẹ ơi. Chăn mai nắng đéo ra được. 71 mà không bảo anh. Đây là mà lợn đen nướng. Này món lợn đen nướng nha. Rượu vang. À, rượu vang của em. Không rượu của em. Đừng. À ừ thược. Chỉ là 17 thôi chả là. Ba kích ông kia uống hết rồi. Đây là thịt lợn đen nướng đây. Đấy. Thịt lợn đen nướng này, đây là thịt lợn đen nướng ấy. Đấy. Anh em vùng cao chia sẻ cách chống rét và chống các loại bệnh dịch nhé. Cho toàn quốc đây không phải đơn giản đâu. Chống dịch. Đây bác Nghị là nhiều tuổi nhất đây. Anh chào khán giả đi. Anh chào khán giả cả nước đi. Đấy rồi. Bác Nghị là hàng năm với bác Ngân với bác Tiến này là lúc nào cũng phải sưởi củi lửa ấm nên không có cảm cúm. Bác Nghị năm nay có 30 tuổi. Đấy, không có cảm cúm nha. Bác xem đâu. Bố vợ tao có trên này có ai cảm cúm đâu, chẳng bao cảm cúm gì cả. Đầu tiên là rượu. Thật. Rượu thịt. Đấy. Trông ông em này không? Ông em ăn uống ngon đấy, đùa. Chín thì chín rồi. À, chẳng biết là chín rồi nhưng mà. Đấy các bạn nhìn thấy to, người to đấy. Ai cũng to béo khỏe, da rẻ hồng hào. Làm gì có cái bệnh cúm nào vào xâm nhập được vào đây. Che một que, một thôi. Một hết cắt cái. Phối kết hợp với nhỉ? Đường phố đây thì bò chứ phải trâu đâu. Đây là món ăn đường phố đấy nhá. Để em còn nướng bánh ăn. Cái chổi kia là tí. Cái chổi lợn ấy. Từ nào xuống ăn. À đây kia lấy bánh về mà. Đó nó xuống đi. Nhiều đấy, rót ở đây. Kia có rồi, cháu có rồi. Ở đây làm miếng này cho nó nóng.
Mấy miếng thịt châu. Tao miếng. Mấy miếng thịt bò mấy này. Rót ba kích đại. Ai uống ba kích thì uống, ai uống chuối uống. Hôm qua nó xuống buổi sáng hay buổi chiều không? Nó lấy rồi xuống. Bà có trống 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 rét không? Có trống dịch cúm không? Anh cắt ở dưới. Có trống cúm không? Làm hớp đi, gần về vui cùng với dân làng tí cho này. Mà đi một lúc còn nóng mà. Vụ này cái rượu này rượu tăng lục lục. Động 24. Người là hớp không vào. Chuyển động 24 là tổ 6 là đâu được không ạ? Đây tôi giới thiệu các bạn. Nóng. Nóng nhỉ. Đây, đây đây rồi nóng này, rồi nóng. Rồi nóng. Nóng quá nóng. Rồi chiến à? Lồn nóng. Không. Những thịt nhà này. Không, giò đấy. Ăn giò để cho chống ho. Ui giời, mỗi người cầm cầm một miếng đi. Ui giời, tranh nhau ăn miếng ngon. Ui giời, mỗi người miếng. 7 8 con. Tranh nhau ăn đi, ăn đi đều mẹ. Làm thật đi. Trong Tết được. Qua bán rồi. Bán hết rồi. Em biết. À, anh nghĩ giúp em miếng hả? Nó không đủ mà. Đủ đá không lấy không. Đúng rồi, nhưng mục đích ăn để gọi là chống dịch thôi. Em uống rượu này thôi. Em uống rượu này thôi. Em uống rượu này thôi. Chống chống dịch đây, dịch cúm thôi. Tí cắm đồ đây đi. Nhắc lại các bạn nha, đây là cái cách chống rét này và chống các loại dịch bệnh đang lan tràn trên thế giới bằng cái cách của người vùng cao như anh ấy. Ăn nóng này, ngồi sửa ấm nóng này, giữ ấm này, ăn chín uống sôi, không được lên rừng lên núi à? Rơi này, rơi này. Đâu mỗi người một nơi. Bánh trưng nhóm ngân này. Bánh. Cứ bảo không ăn rồi. Mày mang nấm mày nướng mới ngon, mang nấm này. Ăn này ngon hơn ở nhà chứ. Nấm sắp đĩa ở nhà rồi. Ăn chuyện này thì nó ngon rồi. Không, sắp ra đĩa không bao giờ nên ăn. Bằng ngon bằng cái này. Đầy hết. Nên vẫn đấy nhưng mà nó không ngon bằng cái này. Chắc có cá. Bỏ mũi em tùy. Chứ bố không ăn. Không. Đi ăn cơm nó còn. Không ăn. Đã ăn đây rồi thì ăn đâu nữa. Đi ăn đâu. Mang lấm lại nướng đi em. Nướng đi nướng. Nướng sao bác ở bệnh viện. Alo. Thằng này. Ô thế mày đi bán cho ai? Tầm cân rưỡi. Ai? Thằng anh thằng ca ấy. Nó có bán không? Nó rượu pha bia. Qua nhà mày đi á. Mình mày lục đi. Qua nhà mày trong đi có mỗi. Đây đây ngon đấy. Chứ là cháy cái lá là được rồi. Cháy quá. Đấy, đây bây giờ nó mới đi lấy gì. Cần cắt bao đấy. Đây là nấm nướng nhá. Nấm mà lấy từ trong rừng ra. Đấy đúng rồi, trong rừng ấy. À, trong rừng ra đấy. Rừng nhà quân. Đấy nấm nướng này. Đấy đậu phụ lấy từ động vật yên bình mang về. Đằng sau nhà. Đúng rồi. Ba mổ đi để cho đặt. Đấy làm một cái đầu xuân nhiều mình không có muốn đấy. Vâng vâng, không mà điện cháu nha. Nó chỉ trong đầu xuân trong đến tháng 3 là hết rồi. Nó là cơ hội số đấy thôi. Đúng rồi, chính xác. Vậy là cuối năm thôi. Nhỉ. Thế thôi, cuối năm này đến tháng 3 thì là gọi là đậu phụ nướng trên bếp than. 400 đâu mà. Là món đậu phụ nướng. Đèn này đeo hạt sớm thế. Tài trả dám mở nhưng mà tôi đậu phụ này lấy tận độc quán về. Thôi cho nó khó hết anh. Ăn hò cái gì? Năm nay ở khu đây. Nó vừa xong được có 1 giờ nhá. Ăn mẹ ở đây nó ăn no đi. Tôi bảo ăn đây no nhá. Ăn đây nhá. Con bố này cái gì? Cả nhà ăn một bỉa đéo hết. Cả nhà ăn một bỉa không hết, đừng có nói. Nó mặn mặn quý. To thì ăn nhanh. Nhưng mà có cái loài cá thu cái mà mẹ gì 170 cân kia mặn quá. Cái đấy sướng không anh ạ? Không sướng mấy đâu, ăn rồi mới biết. Ăn rồi mới biết thật. Cẳng tết luôn. Dùng dồn đi các bạn ơi. Dùng nó khô đây. Nhanh nhanh hả? Đây. Mày nhúc cổ phát một miếng xong mày phải tính dậy cho người khác tiếp chứ. Tiếp tục là anh đứng dậy nhá. Đấy, lên đây bác Sơn vào đi. Làm miếng đâu luôn. Cái nhà cái rượu chứ. Yên. Ngon đấy, đừng có đùa. Ngon đấy, nhìn cái đậu phụ này. Ngon đấy. Lẩu lắm đấy, ăn đậu nướng ngon thật. Cái này là quan trọng nhất. Xin kết thúc video đây nhé. Đấy các bạn. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ tôi nhé.